Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với khoa học ôn thi đại lý thuế. Thầy là Trần Quang Vũ, sở phụ trách khoa học của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống tài khoản kế toán. Đây là kiến thức rất là cơ bản và nền tảng. Thì đối với một số bạn, khi chúng ta đã nắm vững được cái hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư số 200, thì các bạn có thể bỏ qua video clip này. Còn nếu các bạn ít khi tiếp xúc với công việc kế toán, làm việc liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán, thì video clip này sẽ hướng dẫn cho bạn những cái kiến thức về hệ thống tài khoản kế toán. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là hệ thống tài khoản kế toán. Thì theo định nghĩa, hệ thống tài khoản kế toán đó là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong công việc ghi chép và phản ánh tình trạng sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Như vậy là tài khoản kế toán được dùng để ghi chép và phản ánh tình trạng cũng như là sự biến động của cái đối tượng hạch toán kế toán. Về cấu trúc của tài khoản kế toán thì như trên màn hình các bạn thấy, chúng ta có 4 con số. Thì con số đầu tiên, ví dụ như là số 1, đây chính là loại tài khoản. Và số 1 của chúng ta chính là loại tài khoản về tài sản. Rồi tiếp theo, chữ số thứ 2, hai chữ số tiếp theo đó là chữ số 1 năm, đây chính là nhóm tài khoản. Như vậy là một loại tài khoản thì sẽ có nhiều nhóm tài khoản. 1 năm là nhóm tài khoản liên quan đến hàng tồn kho. Chữ số thứ 3 chính là tài khoản kế toán cấp 1. 1 năm 2 có nghĩa là tài khoản về nguyên vật liệu. Chữ số thứ 4, đây chính là tài khoản chi tiết cấp 2. Ví dụ như 1 2 1 5 2 1 là tài khoản về nguyên vật liệu chính. Như vậy thì đây chính là cái cấu trúc của tài khoản kế toán của chúng ta. Thế thì cái hệ thống tài khoản kế toán của chúng ta sẽ được chia ra thành 5 nhóm tài khoản các bạn. Một là nhóm tài khoản về tài sản, thì chúng ta sẽ có tài sản ngắn hạn, chúng ta gọi là tài khoản kế toán loại 1. Tài khoản tài sản dài hạn, đó là tài khoản kế toán loại 2. Nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến nguồn vốn, thì chúng ta sẽ có nợ phải trả, đó là loại tài khoản kế toán loại 3. Vốn chủ sở hữu là loại tài khoản kế toán loại 4. Nhóm thứ ba là tài khoản liên quan đến doanh thu, thì chúng ta sẽ có tài khoản về doanh thu là loại 5 và thu nhập khác là tài khoản loại 7. Nhóm tài khoản chi phí thì chúng ta sẽ có tài khoản chi phí là loại 6 và chi phí khác là loại 8. Cuối cùng là cái tài khoản về xác định kết quả kinh doanh, tài khoản loại 9. Như vậy thì đây chính là 5 nhóm tài khoản của chúng ta và chúng ta có 9 loại tài khoản. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại tài khoản. Chúng ta sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên là nhóm tài khoản liên quan đến tài sản, đó là tài khoản loại 1 và tài khoản loại 2. Thì tài khoản kế toán loại 1 và loại 2 được hiểu lần lượt là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Nhóm tài khoản này sẽ phản ánh giá trị của tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và dài hạn. Thì cấu trúc của cái kết cấu của tài khoản loại 1 và loại 2 thì các bạn có thể nhìn trên màn hình, thì chúng ta sẽ thấy là số dư đầu kỳ ở bên nợ, số phát sinh tăng sẽ thể hiện bên nợ và số phát sinh giảm sẽ thể hiện bên có, và số dư cuối kỳ sẽ thể hiện bên nợ ở bên nợ. Thì như vậy thì đây chính là cái kết cấu của tài khoản loại 1 và loại 2. Xin nhắc lại cho các bạn một chút về cái kết cấu tài khoản chữ T, thì đây là cái kết cấu đã được quy ước không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới người ta cũng đã quy ước về cách chúng ta ghi cái tài khoản. Thì ở với chữ T này thì ở giữa chính là cái tên loại của tài khoản, ở bên tay trái của chúng ta là ký hiệu bên nợ và bên tay phải là chúng ta sẽ ký hiệu bên có. Thì việc ký hiệu bên nợ bên có này chỉ là cái quy ước thôi, nó không có liên quan đến việc mà chúng ta nợ hoặc chúng ta có về cái nguồn vốn hoặc là tài sản trong thực tế. Rồi, tài khoản loại 3 và loại 4 là nhóm tài khoản về nguồn vốn, thì chúng có chức năng là phản ánh nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Thì kết cấu của tài khoản loại 3, loại 4 này thì đầu tiên chúng ta sẽ có số dư bên có, số dư đầu kỳ bên có, số phát sinh tăng sẽ ghi bên có. Như vậy nó ngược lại với tài khoản tài sản ha. Và số phát sinh giảm sẽ được thể hiện bên nợ, số dư cuối kỳ sẽ là ở bên có. Thì đây chính là cái kết cấu của tài khoản loại 3 và loại 4. Tài khoản loại 5 và loại 7 là tài khoản liên quan đến doanh thu và thu nhập khác.
Thì tài khoản lỗi 5 và lỗi 7 này thì chúng ta không có số dư các bạn. Chúng ta không có số dư đầu kỳ, chúng ta cũng không có số dư cuối kỳ. Và số phát sinh giảm sẽ thể hiện bên nợ và số phát sinh tăng sẽ thể hiện bên có. Nhóm tiếp theo là nhóm tài khoản lỗi 6 và lỗi 8. Tài khoản này phản ánh về chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Nhóm tài khoản này cũng không có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Chúng ta sẽ có số phát sinh tăng sẽ thể hiện bên nợ và số phát sinh giảm sẽ thể hiện bên có. Và cuối cùng đó là tài khoản lỗi chính, tài khoản trung gian được sử dụng để kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh vào thời điểm cuối kỳ. Thì chúng ta sẽ có bên nợ đó là kết chuyển về chi phí và bên có là kết chuyển về doanh thu. Và tài khoản lỗi chính này chúng ta cũng không có số dư, cũng không có số dư. Thế thì cái tài khoản, hệ thống tài khoản này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cái ý nghĩa của hệ thống tài khoản kế toán. Cái ý nghĩa thứ nhất thì hệ thống tài khoản kế toán sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết, các thông tin, số liệu, nguồn thu một cách rõ ràng. Thứ hai là giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi kiểm kê. Thứ ba là hệ thống tài khoản kế toán sẽ biểu thị bằng con số chính xác và sự chênh lệch theo thời gian. Và thứ tư là cái hệ thống tài khoản kế toán này sẽ hỗ trợ cho quá trình lập báo cáo tài chính. Như vậy thì đây chính là cái ý nghĩa của hệ thống tài khoản kế toán của chúng ta. Như vậy là thầy vừa trình bày cho các bạn tổng quan về hệ thống kế toán. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chút. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kết cấu của tài khoản kế toán loại 1 và loại 2. Đó là loại tài khoản về tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết của từng tài khoản. Ở đây thì thầy sẽ vì cái giới hạn của video clip này thì thầy sẽ trình bày cho các bạn về cái hệ thống tài khoản loại 1. Đầu tiên là tài khoản 111. Đây là tài khoản tiền mặt. Tài khoản 111 này chúng ta sẽ có 3 cái tài khoản cấp 2. Đó là 1111 tiền Việt Nam, 1112 tiền ngoại tệ, 113 là vàng tiền tệ. Về kết cấu của tài khoản 111 thì các bạn biết là chúng ta sẽ có số dư đầu kỳ thể hiện bên nợ. Những cái khoản nào chúng ta phát sinh tăng tiền mặt, chúng ta sẽ thể hiện bên nợ. Cụ thể là các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ chúng ta nhập quỹ, nộp vào quỹ. Thứ hai là số tiền Việt Nam, tiền ngoại tệ ở quỹ mà thừa chúng ta phát hiện khi kiểm kê thì chúng ta cũng sẽ thể hiện ở bên nợ. Hoặc là chênh lệch tỷ giá hối đoái do chúng ta đánh giá lại cái số dư ngoại tệ là tiền mặt, chúng ta cũng sẽ thể hiện bên nợ. Rồi những trường hợp nào phát sinh làm giảm cái tiền mặt thì chúng ta sẽ thể hiện bên có. Cụ thể là chúng ta xuất quỹ tiền mặt từ Việt Nam, hoặc là chúng ta kiểm kê nhưng chúng ta phát hiện sự thiếu hụt, chúng ta cũng thể hiện bên có. Hoặc là chênh lệch tỷ giá, tức là trong trường hợp chúng ta bị thua lỗ, chênh lệch tỷ giá do chúng ta đánh giá lại cái ngoại tệ là tiền mặt thì chúng ta cũng thể hiện bên có. Và cuối cùng là số dư cuối kỳ. Số dư cuối kỳ này chính là cái tiền mặt của chúng ta còn tồn tại quỹ tại thời điểm chúng ta báo cáo. Thì đây chính là cái kết cấu của tài khoản tiền mặt 111. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp hạch toán của chúng ta. Khi chúng ta bán sản phẩm, chúng ta cung cấp dịch vụ, chúng ta thu về bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ ghi nhận như sau: nợ tài khoản 111 tiền mặt, có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, và có tài khoản 333 là thuế và các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Thì trên màn hình của bạn, các bạn thấy là cái sơ đồ hạch toán của chúng ta thì chúng ta có 3 tài khoản ha. Tài khoản 111 phát sinh bên nợ, tài khoản 511 là doanh thu sẽ phát sinh bên có, tài khoản 333 thuế phải nộp chúng ta cũng sẽ phát sinh bên có. Chúng ta sang cái tài khoản số 2 là tài khoản tiền gửi ngân hàng 112. Tài khoản tiền gửi ngân hàng này chúng ta cũng có 3 cái tài khoản cấp 2 là 1121 là tiền Việt Nam, 111122 là ngoại tệ và 1123 là vàng tiền tệ. Thì cái kết cấu của tài khoản 112 này thì cũng tương tự như vậy các bạn. Cái tiền gửi ngân hàng của chúng ta nếu chúng ta phát sinh tăng thì chúng ta sẽ thể hiện bên nợ. Còn khi mà chúng ta phát sinh giảm thì chúng ta sẽ thể hiện bên có. Một số cái hạch toán của chúng ta, ví dụ như khi chúng ta bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ, chúng ta thu bằng cái tiền gửi ngân hàng thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng,
và có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và có tài khoản 333 thuế và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Chúng ta sang cái tài khoản số 3, tài khoản 113 là tiền đang chuyển. Tiền đang chuyển này thì chúng ta có hai cái tài khoản cấp 2 là 1131 tiền Việt Nam và 1132 là ngoại tệ. Sang cái tài khoản tiếp theo là tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh. Tài khoản chứng khoán kinh doanh này chúng ta có 3 tài khoản cấp 2 là 1211 là kinh doanh về cổ phiếu, 1212 là kinh doanh về trái phiếu, 1218 là chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Đối với tài khoản 121 này thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta mua cổ phiếu, trái phiếu, chúng ta sẽ thể hiện phát sinh bên nợ của tài khoản 121. Và khi mà chúng ta bán cái cổ phiếu chứng khoán đó thì chúng ta sẽ thể hiện bên có của tài khoản 121. Tài khoản 121 sẽ có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ này ở bên nợ. Một số phương pháp hạch toán thì các bạn biết là khi chúng ta mua chứng khoán kinh doanh thì khi chúng ta căn cứ vào cái chi phí thực tế, chúng ta sẽ ghi hạch toán như sau: nợ tài khoản 121 là về chứng khoán kinh doanh, có các tài khoản 111, 112, 331 hoặc là có tài khoản 141. Thì đây chính là cái hạch toán của chúng ta. Như vậy là thầy vừa trình bày cho các bạn về hệ thống tài khoản kế toán và một số cái tài khoản kế toán thuộc nhóm loại 1, tài khoản tài sản ngắn hạn. Thì video clip hôm nay của chúng ta thì đến đây là xin tạm dừng. Để các bạn xem full video bài giảng, các bạn hãy đăng ký khóa học tại Trung tâm Sài Gòn Academy để các bạn học tương tác trực tiếp với thầy. Và nếu các bạn có câu hỏi nào liên quan đến bài học, các bạn hãy liên hệ với thầy theo số điện thoại 0913106015 để thầy tư vấn cho các bạn. Hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo để chúng ta trao đổi với nhau về nghiệp vụ cũng như là trao đổi với nhau về khoa học. Thì mong gặp các bạn trong các khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.